Thanh Bùi lần đầu lộ diện sau khi vợ bị bắt, hé lộ cuộc sống hiện tại, diện mạo thay đổi thế nào. Cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ, nhạc sĩ đình đám sau ồn ào từ gia đình vợ nhận được nhiều sự quan tâm và tò mò của công chúng. Sau thời gian dài ở ẩn, Thanh Bùi vừa qua gây chú ý khi lần đầu lộ diện. Thanh Bùi là nhạc sĩ đình đám của làng nhạc Việt, anh sở hữu nhiều bản hit được đông đảo khán giả biết đến. Thế nhưng nhiều năm qua, Thanh Bùi không có nhiều hoạt động trong showbiz, ít xuất hiện trước công chúng mà lui về sau thực hiện các dự án giáo dục âm nhạc. Mới đây, trong lần tái xuất sau nhiều năm ở ẩn, nam nhạc sĩ gây chú ý khi chia sẻ mình mới nhuộm lại tóc đen để trẻ như 30 tuổi. Thanh Bùi vừa hiếm hoi có dịp xuất hiện trước khán giả trong một sự kiện giáo dục. Cụ thể, trong sự kiện sáng 17 tháng 2, Thanh Bùi hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Tại đây, chủ nhân hit Tình Về Nơi Đâu diện bộ vest lịch lãm, mái tóc đen khiến nhiều người không nhận ra. Anh chia sẻ, Thanh làm về giáo dục, hướng đến thế hệ trẻ, đôi khi cũng luôn áp lực, mình phải luôn trẻ để hiểu được các em. Hôm nay Thanh đi nhuộm tóc, quý vị anh chị thấy Thanh có trẻ như 30 tuổi không? Cười lớn. Thanh Bùi là nhạc sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Sau loạt sáng tác đình đám, trong đó có bài hát cho nhóm nhạc BTS, Thanh Bùi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Vào năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nam ca sĩ Thanh Bùi khiến công chúng bất ngờ khi thông báo kết hôn. Vốn là người kín tiếng, Thanh Bùi hiếm khi chia sẻ về gia đình. Vào năm 2021, Thanh Bùi từng gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với hình ảnh tóc bạc trắng và gương mặt nhiều nếp nhăn ở tuổi 38. Sau một năm gây chú ý về diện mạo, thì trong sự kiện ra mắt không gian đào tạo nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, nhạc sĩ sinh năm 1983 đã nhuộm lại màu tóc đen và diện vest bảnh bao. Hiện tại, Thanh Bùi đã lui về làm công tác giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Nam nhạc sĩ sở hữu một học viện âm nhạc của riêng mình. Thanh Bùi từng chia sẻ, mong muốn của Thanh là đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Thanh hy vọng quốc tế sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn qua âm nhạc. Muốn vậy, chúng ta phải tạo cơ hội cho các nghệ sĩ tương lai phát huy tài năng từ hôm nay. Năm 2004, Thanh Bùi bắt đầu sự nghiệp ca hát cùng ban nhạc của mình, nhanh chóng có 3 bản hit lọt top bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines. Năm 2010, nghệ sĩ Thanh Bùi quyết định trở về quê hương Việt Nam để lập nghiệp và nhanh chóng có nhiều bản hit làm mưa làm gió một thời. Năm 2009, nhạc sĩ Thanh Bùi quen biết và hẹn hò với doanh nhân Trương Huệ Vân. Sau 4 năm bên nhau, cả hai đi đến kết hôn vào năm 2013. Đám cưới bạc tỷ của họ từng chấn động một thời vì độ xa hoa của nó. Năm 2016, sau 3 năm hôn nhân, cả hai viên mãn khi cùng đón chào cặp sinh đôi trai kháo khỉnh. Năm 2020, chia sẻ về vợ, Thanh Bùi tâm sự, may mắn lớn nhất của tôi là cưới được người vợ luôn đồng hành trong mọi việc. Vân là một người mẹ, người vợ quá tuyệt vời. Tất cả những gì mọi người hình dung về phụ nữ của gia đình tôi đều thấy trọn vẹn trong cô ấy. Chúng tôi cùng chung tay xây dựng tổ ấm nhỏ, hỗ trợ đối phương trong công việc hàng ngày. Nói về cuộc sống sau hôn nhân, Thanh Bùi cho biết, tôi không có quá nhiều xáo trộn ngoài việc sống có trách nhiệm hơn. Ngoài ra tôi thấy mình chủ động hơn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Mỗi ngày dù bận rộn thế nào, tôi tự đặt ra quy định cho mình phải về nhà trước 20 giờ để được gặp các con. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi trò chuyện, đọc sách, chơi nhạc với các bé. Tôi cũng nhận nhiệm vụ chở con đi học. Tất cả những chuyện trong cuộc sống tôi cố gắng thực hiện trọn vẹn để con hiểu rằng, dù là việc nhỏ nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng và quan tâm từ bố mẹ. Con cái không phải là gánh nặng mà là món quà ông trời trao tặng cho mình. Đó là điều tôi học được từ khi đón hai con chào đời và chứng kiến các bé lớn lên từng ngày. Thế nhưng tháng 10 năm 2020, vợ nhạc sĩ Thanh Bùi, doanh nhân Trương Huệ Vân bị bắt để điều tra và khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó đến nay, Thanh Bùi càng kín tiếng hơn trên truyền thông.